Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Một đội hình tầm ma rất đẹp luôn, đó chính là chúng ta có Dương Môn, Huyền Thủy và cả Tiêu Dao, rồi các khu vực đang chết map lẫn nhau anh em ạ. Kiểu này ta nói Quýnh Hào chắc về lắm đây. Rồi, trận tầm ma hôm nay đến từ server, đó là server S238, được chia sẻ với một người anh em, đó là Nguyễn Khánh Hoàng. Chúng ta có 33 team trong bản đồ tâm ma này. Lúc nãy mình thấy anh em mới vô trận mà tắt cái bảng auto, mà lúc đó hơi nguy hiểm nha. Lỡ có team nó kéo qua là mình không trở tay kịp đó anh em ơi. Thương nhân rất gần chúng ta luôn, nhưng mà cái team này chỉ cần Tiêu Dao có mấy kiếp thôi, do đó cũng chưa vội. Bây giờ số lượng đội giảm rất lẹ luôn. Lúc nãy anh em chết có khu nào quánh nhau không? Chạy qua chơi nào anh em ơi. Nhưng mà anh em thấy ở khu vực số 25, nếu mà anh em tin ý nha, lúc nãy có thiên nhẫn chết map chúng ta. Mà cái dòng có thiên nhẫn như vậy anh em úp rất dễ, bởi vì hầu như con thiên nhẫn nó rất phế trong giao tranh tổng anh em ơi. Nó chỉ có thể đi bắt lẻ hoặc là chết map thôi. Nếu như mà anh em tin ý được cái điều này, chúng ta có thể kéo quân về khu vực số 25. Bởi vậy khi team mà anh em có thiên nhẫn, mình đừng có dùng thiên nhẫn đi cheat map mà hiện hình nha anh em ơi. Cái điều đó là gọi như là bóp team anh em ạ. Bây giờ chúng ta có lẽ là muốn di chuyển về khu vực số 8 rồi. Bật búp lên nè, bắn nè, bên này có tìm trèo. Ui quá nhẹ nhàng luôn, vạn hoa lông tước mà từ giờ đã lóc lượt rồi. Tiếp tục đánh, đánh và đánh anh em ạ. Cái thời gian này anh em Tiêu Dao hãy tranh thủ chúng ta lại chụp ngay cái quyển đó là thất thám. Một Dương Môn yếu máu từ khu vực số 22 rồi. Kèo thơm bà con ơi. Ơi vô 22 đi anh em ơi. Ôi ôi 22 kìa. Trời ơi tiếc quá anh em ạ. Và team chúng ta quyết định quay trở lại khu vực số 9 để tiếp tục farm. Hiện tại bản đồ này vẫn còn 20 team. Rớt thêm một team nữa rồi bà con ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp đây? Sau khi farm xong cái đợt lính này, quét map tiếp chứ anh em nhỉ. Nhưng mà bây giờ quét map cũng hơi căng nha, bởi vì còn 30 giây nữa là ảo tượng xuất hiện. Và chúng ta bật búp lên, tiếp tục lên khu vực số 25. Đây là thiên nhẫn vẫn còn, huyền thủy nữa anh em ơi. Huyền thủy hết chạy nha. Wow, có cả một con đất phải Dương Môn ta ơi. Hình như là huyền thủy, chúng ta đã đẩy huyền thủy tìm đồ bạn di chuyển về khu vực số 24, nhưng mà không thoát được. Tiếp tục bên này có thiên vương, thiên vương xoay chùy, có cả đào hoa nữa. Wow wow, Tiêu Dao thất thám vô lính. Tiếp tục là bắn huyền thủy ơi, huyền thủy ơi, cần lắm huyền thủy lúc này nè mà. Và chúng ta có quần thể kim cang rồi, di chuyển thẳng về khu vực bên ngoài rồi anh em ơi. Bên này tiếp tục đó là thiên nhẫn với cùng luôn, lại là một tìm treo. Trời ơi, mấy team treo nó sống dai cực kỳ, trong khi mấy team cầm tay. Ơ anh em, không đánh nữa anh em à, mặc quần đánh đã. Ồ, tình huống này hơi gãy đầu một chút nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Ảo tượng ra rồi anh em ơi, và anh em check bản đồ nhẹ cái xem nào. Có lẽ là team của mình đang chờ hồi kỹ năng anh em ạ. Các thành viên của mình đang mất kỹ năng, do đó chúng ta án binh bất động tại khu vực số 25. Ảo tượng khá xa, 5, 6, 7, do đó anh em khó di chuyển về ảo tượng được rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 9, lấn sàn khu 8 luôn. Và lần này đánh lớn xuống ảo tượng anh em ơi. Đây đây đây, Dương Môn, Dương Môn. Trời ơi, con Dương Môn này theo suy đoán của mình có lẽ là Dương Môn treo. Ảo tường khu 7 đã được mở, bây giờ chúng ta đánh úp xuống khu vực số 7, trong khi các thành viên đang mê mẩn mở tượng lóc rất đẹp luôn Tiêu Dao ạ. Tuyệt vời, tiếp tục là thất thám đi nào. Ui bây giờ mới kịp thất thám thì hơi đáng tiếc, có lẽ Tiêu Dao chúng ta chưa có bí kíp thất thám. Như vậy là để cho team đội bạn chạy về khu vực số 19 trong khi đội bạn đang yếu máu là một sự đáng tiếc cực kỳ đó anh em ạ. Team mình vẫn còn máu, vẫn còn huyền thủy, vẫn còn Tiêu Dao, thì anh em hạ luôn cái team đó.
Có lẽ là team chúng ta đang sử dụng những chiến thuật đánh rất chắc. Tiêu Dao đang có ý định di chuyển về khu vực số 19 anh em ơi. Đấy, có cái bàn kìa, Tiêu Dao đang rất muốn di chuyển nhưng mà hiện tại Dương Môn chúng ta vẫn chưa muốn đi. Một huyền thủy, một ngũ độc, một tàn kiếm từ khu vực số 8 di chuyển xuống. Bắt luôn huyền thủy nào anh em. Tiếp tục đó là tàn kiếm. Wow, khá nhiều team đã đổ về khu vực số 7 này. Đó, giao tranh liên tục như vậy thì mình đánh mới đã nha. Và bây giờ anh em tiếp tục chờ hồi kỹ năng. Huyền thủy chúng ta đã có lẽ mất búp, Tiêu Dao mất lóc. Và có một điều đó là team của chúng ta không nghe được mic chỉ huy, dẫn đến là cái việc di chuyển nó hơi khó khăn anh em ơi. Bây giờ anh em mới về khu 19 thì có lẽ là team kia đã hồi xong máu. Tiếp tục là qua 20. Và sau đó nhặt nhẹ cái rương đi anh em ơi, bởi vì thời gian đã hết rồi. Và như vậy là vòng số 1 kết thúc tại đây. Ôi trời, Dương Môn mở cái rương, chắc là bị cấn phím gì đó. Rồi, hy vọng là sang vòng số 2 mình sẽ máu lửa hơn nha. Cái này do team của mình không nghe được mic chỉ huy, dẫn đến là cái việc đánh nó sẽ bị hạn chế vấn đề di chuyển nha anh em ơi. Nếu mà một team nghe mic thì anh em đánh nó sẽ cơ động hơn, bởi vậy đi tâm ma mình rất ghét cái trường hợp là không nghe được mic chỉ huy anh em ạ. Nhiều lúc muốn đánh cực kỳ luôn nhưng mà team mình không hiểu ý được thì nó rất là ức chế. Và bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 2. Wow wow, có cái bàn bên này. Anh em có hai thương nhân rất gần nhau. Nhưng mà chúng ta không có tài nguyên để mua. Rồi, bây giờ mừng cái quần đùi gì tiếp theo đây. Dương Môn có thể bán bớt ngọc để kiếm thêm 90 xu anh em mua cái quyển tăng cấp bí kíp nha. Đối với Dương Môn thì anh em hãy nên ưu tiên lên cái quyển đó là Kỳ Môn Thuẫn, một cái quyển bí kíp trung anh em ạ. Có Thiếu Lâm, Mon Men, Huyền Thủy và Ngũ Độc nữa. Thiếu Lâm hút rất đẹp, chúng ta cũng đã khống chế được Ngũ Độc với Huyền Thủy. Như vậy là team đội bạn bắt buộc phải rút lui thôi anh em ơi, chúng ta cũng đổ máu rất nhiều. Phải nói là Thiếu Lâm pha vừa rồi đã cứu team rất mạnh. Hiện tại Tiêu Dao, Huyền Thủy vẫn còn tại khu vực số 2 và đã quay trở lại. Wow, cái bàn đang cố gắng bắt Dương Môn chúng ta một chấm máu anh em ơi. Cái bàn vẫn theo. Huyền Thủy ơi, Huyền Thủy đang khu vực số 22. Tình huống thoát chết thần kỳ anh em ạ. Trời, cái đó chắc cái bàn cũng tức dữ lắm luôn á bà con. Và một lần nữa có tìm đang đuổi theo Dương Môn. Wow, khá căng, đó chính là cái bàn và cả Thiếu Lâm. Trời ơi, con cái bàn đỏ rực người. Rất may là anh em đã chạy kịp nha. Bây giờ thì team chúng ta đã phân ly rồi anh em ạ. Ôi, trời ơi mẹ ơi, hai con cái bàn luôn. Một con yếu máu, một con đầy máu. Bên này lại có team Ngũ Độc, Huyền Thủy, Thiếu Lâm. Bây giờ Dương Môn chạy đâu cũng gặp nạn anh em ạ. Cẩn thận nha, Huyền Thủy đang yếu máu tại khu vực số 1 và Huyền Thủy đã lên bài điểm số rồi. Team chúng ta đang khó khăn cực kỳ. Chỉ một tình huống sơ xuất tại khu vực số 2 dẫn đến cả team của mình bây giờ bắt buộc phải đi hồi máu anh em ơi. Rồi, được một viên máu, Tiêu Dao chúng ta không biết có bí kíp của chiêu hồi máu chưa anh em, mà mình thấy Tiêu Dao hồi máu khá chậm anh em ơi. Wow, team yếu máu kìa, đó là thời cơ của chúng ta bắn vào. Tiếp tục là Ngũ Độc lên trấn Thiếu Lâm. Thiếu Lâm có bảo kê được không? Ngũ Độc đã thoát thân thành công. Phải nói là Huyền Thủy đóng băng rất hay. Như vậy là Dương Môn chúng ta đã lên quần thể kim cang và Tiêu Dao đã qua để hỗ trợ. Ơi, wow, tiếc quá anh em ạ. Cái đó mà Tiêu Dao có một cái lóc là chắc chắn hút trọn team bên kia. Quá đáng tiếc. Và bây giờ chúng ta buộc lòng phải bảo kê cho Dương Môn hồi máu. Vẫn còn 7 đội trong bản đồ tâm ma này và hiện tại các team đã yếu máu rất nhiều anh em ạ. Những tình huống giao tranh liên tục xảy ra. Ủa, Dương Môn có thể hồi máu mà Tiêu Dao đang mở khí thế. Đây, có máu cho Dương Môn rồi anh em ơi. Anh em không phát hiện rồi.
Thôi chết luôn khu vực số 16 xem có gì ăn thôi anh em, kiếm bảo kích tấn công rồi mình ra khu vực số 1 là hợp tình hợp lý nha. Và như vậy là mình thấy có một team đã lên bảng điểm số rồi. Bây giờ Tiêu Dao đang cố gắng nhặt rương. Và mình nghĩ là sau khi mở rương xong anh em nên về khu vực số 1. Bản đồ này hiện tại mình thấy vẫn còn nhiều cái bang đó anh em. Cái bang có khả năng sốc đam rất cao nha. Do đó anh em phải hết sức cẩn thận với cái môn phái này. Chúng ta tiếp tục di chuyển và chúng ta có quần thể kim cang. Bây giờ di chuyển về đâu đây? Lên thẳng khu vực số 1 trên này rất trống. Tiếp tục qua 4. Đây rồi, huyền thủy. Huyền thủy không bị khống chế. Tiêu Dao kéo lại lóc lên rất đẹp. Phải nói là rất đẹp anh em ơi. Nhưng mà huyền thủy đã bùng 7x. Thiểu Lâm búp to. Một cái nhảy. Và như vậy. Ôi còn hút nữa rồi xong. Cái đó Thiểu Lâm không hút là chắc chắn Thiểu Lâm sẽ thoát thân được đó anh em ạ. Tình huống đó Thiêu Lâm xử lý hơi fail một chút nha. Hơi fail anh em ơi. Team bên kia vẫn còn huyền thủy với ngũ độc. Bây giờ tiếp tục hồi máu cho Dương Môn. Công cuộc hồi máu xin được phép bắt đầu anh em ơi. Và như vậy chúng ta còn 5 team. Đó, bây giờ team nào mà anh em giao tranh nhiều là chắc chắn sẽ bị lỗ nha. Bởi vì yếu máu, hồi máu không kịp là chắc chắn anh em sẽ vất vả rất nhiều. Và có lẽ là vòng số 2 chúng ta sẽ tạm khép lại tại đây. Thấy có quần thể kim cang kìa. Trời ơi, mặc quân vô. Dương Môn vẫn không thấy, Dương Môn không thấy anh em ơi. Trời ơi, anh em có cái auto mở rộng bản đồ. Mình phải chú ý chích đồ ăn nha anh em. Đó, Dương Môn mặc quân. Bây giờ chúng ta chạy thẳng về khu vực số 7 luôn là đẹp. Ây da, mặc quần xong và có lẽ Dương Môn cảm thấy là mình không thể làm được gì với cái quần này. Do đó quyết định hồi máu anh em ạ. Như vậy là vòng số 2 đã kết thúc tại đây rồi. Một vòng đấu khá là căng thẳng cho team của mình khi mà đội hình của mình bị đánh chạy tứ tung. Hiện tại bản đồ này vẫn còn 5 độc, Thiếu Lâm và Cái Bang. Khá căng nha anh em. Bây giờ chúng ta đã full máu rồi, anh em chắc chắn sẽ tìm về thương nhân bởi vì chúng ta có rất nhiều tài nguyên em ạ. Ôi Tiêu Dao sao lại thất thám pha đó ta? Ủa, mình khó hiểu, cực kỳ khó hiểu tình huống vừa rồi. Tiếp tục di chuyển nào, có máu thì Dương Môn ơi. Đó, trang bị bí kíp. Rồi lụm luôn một quyển tăng cấp bí kíp nữa cho full bí kíp anh em. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi quét map nè bà con ơi. Đây, bắn một phát lock lên. Thất thảm, chắc không đủ đam rồi anh em ạ. Ơi, rồi xong. Rất có thể là Tiêu Dao chúng ta nâng thất thảm nha. Nhưng mà vẫn đủ đam để kết thúc được cái bang. Ở tình huống đó cái bang vẫn bị kết thúc anh em ơi. Quá đen cho cái bang. Thất thảm không trúng nhưng mà cái bang không thoát được. Bây giờ mình còn 3 team. Thì theo suy đoán của mình sẽ còn Thiếu Lâm với ngũ độc. Đây đây, ngũ độc và huyền thủy vẫn còn. Ồ, một phát bắn Dương Môn rất đào nè mà. Và huyền thủy đã bị kết thúc. Ngũ độc cũng đang bị khống chế, đã lên trứng được rồi. Và ngũ độc lên ngựa nhưng không thoát thành công. Hay đó, tình huống đó anh em xử lý khá nhanh tay nha. Như vậy là chúng ta chỉ còn một team trong bản đồ tâm ma và anh em đang cố gắng hồi phục lượng máu cho các thành viên của mình. Rồi, đi check map nha anh em ơi. Anh em thấy Dương Môn ở cái mức cấp này á, mức lực chiến này hồi máu rất nhanh nha. Đánh khoảng 700 600 1000 máu một lần hồi. Quá lẹ. Hơi ăn bạo kích chưa xong nữa. Hình như là anh em có thấy Dương Môn ăn cục bạo kích không anh em? Trời, vội quá. Ôi một team này hơi khó chịu. Tiêu Dao lóc được cái bang rồi nhưng thất thảm không trúng, như vậy mà cái bang vẫn chết anh em ơi.
Trời ơi, quá tuyệt, quá tuyệt. Một cái tình huống kết thúc mình không ngờ tới được anh em ạ. Như vậy là trận tâm ma đến đây đã kết thúc rồi. Và nếu như anh em cảm thấy trận tâm ma này thú vị, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.